Sáng ngày 29 tháng 6, Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào cựu chiến binh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở, triển khai một số nội dung phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em, xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn huyện, phát động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết đối với hộ nghèo và hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc. 6 tháng đầu năm nay, hội đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của địa phương, phối hợp thăm hỏi, tuyên truyền vận động thanh niên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ công an nhân dân, tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội cựu chiến binh huyện đi thăm và trao 41 xuất quà của tỉnh hội, trị giá 21,5 triệu đồng, 9 xuất quà của Hội cựu chiến binh huyện trị giá 5,7 triệu đồng cho hội viên có khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. 6 tháng cuối năm 2023, Hội cựu chiến binh huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước như phong trào cựu chiến binh gương mẫu phong trào bảo đảm an toàn giao thông toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vận động ủng quỹ nghĩa tình đồng đội tham gia bảo vệ môi trường